Đi qua phần động lực học thì về động lực học thì mình có một số kiến thức, đó là đầu tiên các bạn phải tính được là động năng của cơ thể nhé. Thì có ba dạng chuyển động, thứ nhất là vận tiến, thứ hai là vòng quay, thứ ba là chuyển động xung quanh. Vậy với vật vận tiến thì là mình cho là nguyên cái vật nó có khối lượng là m chuyển động trên mặt phẳng cố định. Lúc này người ta tác động một lực là v thì động năng của nó chính là 1/2 khối lượng của vật này nhân cho vận tốc bình phương. Còn nếu mà mình có cái trục thẳng như thế này, cho cái chất điểm này m này quay theo chiều omega, thì lúc này động năng của nó chính là bằng 1/2 của omega bình phương nhân với moment quán tính nè, là mình gọi là moment quán tính chính tâm nên chất xe. Thì đối với nếu vật này là hình tròn, hình khối cầu, khối trụ hoặc là hình tiết diện là hình chữ nhật, thì các bạn xem lại kiến thức lý thuyết thì GZC này sẽ tính như thế nào ha. Còn về chuyển động sâu bẳng thì là T sẽ bằng 1/2 sâu bẳng thì sẽ kết hợp chuyển động tĩnh tiến và quay thôi, nên là vòng tĩnh tiến là bằng 1/2 m của cái vòng này, giả sử bánh răng thì là m bánh răng nhân với V bánh răng bình, và V này là phải lấy về tại tâm là VC bình cộng tiếp với 1/2 của omega bình phương nhân với g z chính tâm. Vậy nhìn như thế này là tĩnh tiến nè, đúng không các bạn? Còn đây là của vật chuyển động quay, và đây là kiến thức về động năng của cơ thể. Và bây giờ mình sẽ đi qua là công của ngoại lực tác dụng ha. Thứ hai, công của ngoại lực tác dụng hồi nãy là của cơ thể các bạn, động năng của cơ thể, của công thì là của ngoại lực ha. Mình sẽ xét những chuyển động, đó là chỉ nung tiếng, là ví dụ bây giờ chúng ta sẽ có được là một cái vật đây, ban đầu nó ở vị trí là vị trí O, sau đó nó dịch chuyển xuống đây một đoạn là H, thì là công thì là chịu tác dụng của trọng lực các bạn. Thì nếu này có khối lượng m thì là chịu sức hút của trọng lực, mà các bạn ngày xưa các bạn có học là A sẽ bằng F nhân S nhân cos alpha, có nghĩa là như thế này. Các bạn sẽ có một cái này là phương này, phương chuyển động bằng ngang, ở đây sẽ tác dụng một lực F và hợp với phương ngang một góc là alpha, và sau đó ban đầu vật nó nằm ở vị trí trong này, sau đó quá tác dụng của lực F thì là vật nó đã di chuyển ở vị trí bên đây rồi, thì cái khoảng này di chuyển là còn S. Vậy có nghĩa là phương S là phương ngang, F này là phương xéo, vậy F mà nhân cos có nghĩa là F này phải phân tích thành hai thành phần đấy bạn. Vậy tính là cái đoạn này nhân với S là sẽ sinh công. Và còn cái đoạn thẳng đứng này có nghĩa là phương này là phương vuông góc rồi, có nghĩa là F có nhân 90 độ thì vật nó không sinh công. Tương tự quay là bài toán này, vật mà đi xuống như là phương chuyển động là phương chiều dương, là chịu sức hút của động lực là B sẽ bằng mà nhân g, đúng không ạ? Vật là đi xuống mà F này xuống có nghĩa là cos là phương, phương này là cos mấy nhiêu là cos không, đúng không ạ? Vậy A chỗ này sẽ bằng B nhân với H sẽ là cộng các bạn, sẽ bằng mg nhân H. mgh sẽ đại diện cho vật chuyển động tĩnh tiến đi xuống các bạn. Còn nếu mà vật này chỉ là đi lên, đi lên có nghĩa là chiều nó đã là
đi lên đây là chiều này đi lên nhưng mà lúc nào á thằng B thì nó cũng là hướng xuống cả, như là hướng B đi xuống và hướng chiều chuyển động là đi lên, như là cos bây giờ là cos 180 độ các bạn, cho nên là trừ a chỗ này sẽ bằng là trừ mg ở chân h. Cái biểu thức này chính là vật đi lên đó, còn này là vật đi xuống. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái thằng nữa đó là chuyển động của mô nỗ lực. E của nỗ lực thì sẽ bằng là M nhân cho góc quay thế này. Còn theo định lý bảo tồn cơ năng á, lý bảo toàn động năng thì mình sẽ có là biến thiên của mình sẽ có được là động năng lúc sau trừ cho động năng lúc đầu bằng tổng công của ngoài lực tác dụng. Nếu mà lấy đạo hàm là dt chia theo thời gian sẽ bằng dA chia dt sẽ bằng công suất các bạn. Cái này người ta ký hiệu là công suất. Nỗ lực A bằng M nhân beta đúng không? M nhân beta. Còn nếu mà lấy đạo hàm lên thì sẽ ra được là công suất thì sẽ bằng M nhân cho omega. Vậy quay qua bài tập này, áp dụng kiến thức lý thuyết là quay bài tập này. Đề người ta nói là cho thanh răng A là thanh răng cố định, trên này chuyển động của bánh răng đang khớp đây đó, và đây cũng là đường khớp. Với tác dụng của lực ép như vậy thì làm cho bánh răng C này chuyển động qua bên phải và lò xo nó sẽ là căng ra. Đề người ta hỏi là vận tốc của bánh răng B đúng không ạ? Vận tốc gốc, vận tốc gốc của thanh răng B, vận tốc đây nó hỏi là vận tốc của thanh răng B. Vậy thì đề hỏi gì các bạn gọi cái đó ha, gọi V là vận tốc của thanh răng V. Thì mình sẽ tính đi tính là động năng. Động năng của cơ thể. Mình có mấy vật thì mình sẽ tính là động năng của bao nhiêu vật chuyển động ha. Mình sẽ thấy được là vật chuyển động thứ nhất là thanh răng V đúng không ạ? Mình gọi đây là, với tác dụng của lực ép mình gọi đây là V. Với V tác động này thì là làm cho bánh răng này là quay đúng không các bạn? Thì sẽ có hai vật chuyển động, thứ nhất là thanh răng B và đĩa tròn bánh răng C. Vậy T của hôm nay là chính bằng T của TB cộng với TC. A thì là cố định rồi nên không tham gia trong động năng của cơ thể. Vậy với TB mình sẽ tính từng cái trước. TB sẽ là 1/2 của M của bánh răng B nhân cho B bình. Nhân cho MB là 3 kg. Còn TC, các bạn có thấy C là chuyển động song phẳng đúng không các bạn? Ở đây cố định nè, và đây sẽ có được là V. Về tâm của nó là phải tâm C đúng không các bạn? Muốn tìm tâm tâm tức thời thì vật chuyển động
so với mặt đường cố định thì là điểm tiếp xúc của này chính là tăng vận tốc tức thời. Vậy với V như vậy, quen như thế này thì vận tốc tại tâm là chính là vận tốc đây. VC sẽ bằng V trên đây chia 2 đúng không nhỉ? Còn omega sẽ bằng là V, điểm này gọi là điểm H đi. Omega sẽ có bằng là điểm H VH chia cho HB sẽ bằng là V chia cho 2 lần của R đúng không nhỉ? Và chỗ này mình sẽ có áp dụng công thức tính động năng của một chuyển động song phẳng thì là 1/2 của MC nhân với V, VC, VC chỗ này là V chia 2 tất cả mình cộng với 1/2 omega mình. Omega mình là V chia cho 2R tất cả mình nhân với Z. Z vật này là người ta cho là bánh răng có cái kết quán tính là rho, thì sẽ moment quán tính chính tâm của nó chính là bằng M nhân cho rho bình thì bằng MC nhân cho rho bình phương. Đơn vị rho này phải đổi ra đơn vị là mét các bạn. Và TB, TC thì tất cả các đại lượng các bạn đã tính theo là V. Có V thì mình này mình gom cái TB cộng TC lại, mình sẽ suy ra được là TB sẽ bằng là 1.89 V mình. Bây giờ mình sẽ tính được là mình tính tiếp là công của mình tác dụng với mình. Công của ngoại lực tác dụng thì mình sẽ có được là A sẽ bằng phải công của lực F của bạn. F với F là cụ phương chuyển động nên sẽ có công của lực F nè. Công của điểm tròn, điểm tròn có các bạn, điểm tròn quay như thế này thì có vận tốc là V. Và B thì liên quan tới S nữa, thì S sẽ cùng phương. Nhưng mà biết sao? Do là MC bằng 2kg, có nghĩa là B nó sẽ là hướng xuống như thế này. Mà S theo phương này có nghĩa là cos hợp phải với là 90 độ. Nên A bằng FS cos alpha nên có 90 độ không sinh công. Vậy là công của dây tròn C không có tham gia trong phương trình của công của ngoại lực. Vậy còn cái thằng K này là sao? Thì là cộng A của F là sao? Các bạn biết vì sao? Vì F tác dụng lực này thì là sao là biến giãn kéo hoặc là nén đúng không? Thì cái phương chuyển động là phương S là như thế này. Nhưng mà khi có F như vậy á, thì là lực đàn hồi thì là hướng qua trái hoặc qua phải. Thì cái phương F này cũng là cùng phương với phương S này nên tham gia trong biểu thức công của ngoại lực. Bây giờ mình tính từ đại lượng này, mình sẽ có A của thằng F thì sẽ bằng F nhân S nhân cos alpha F qua chiều này, mà S nó là đi được 0.5 vậy thì là cos này là cos 0 đúng không ạ, sẽ bằng FS. Còn A của lò xo thì sẽ bằng F đàn hồi nhân với S biến giãn các bạn, nhân với cos của alpha. Các bạn có thấy là khi F kéo vào bên đây thì là sao có xu hướng là giãn, thì lực đàn hồi lúc nào cũng ngược chiều chuyển động nên cos bây giờ là cos 180 độ thì lực đàn hồi lúc nào cũng bằng là trừ F đàn hồi nhân cho S giãn, bây giờ nó quan trọng là ít ha, vậy mình tìm ít là bằng bao nhiêu. Các bạn có thấy là khi có một đoạn S chuyển động người ta gọi là vận tốc là V. Vậy V ngay chỗ này, mà vận tốc tại tâm thì là V
VC bằng V chia 2. Nếu từ cái biểu thức là VC bằng V chia 2, VC bằng V chia 2 mà các bạn lén nguyên hàm lên đó, thì từ VC chỗ này phải bằng là S thôi các bạn. S tại C sẽ bằng là S chia 2, nghĩa là khoảng tốc tại quãng đường dịch chuyển của tại tâm sẽ bằng quãng đường dịch chuyển của đầu H chia 2. Thì SC đây chính là x giảm đó các bạn. Chỗ này là trừ F đồng hồi sẽ là bằng 1 phần 2 K nhân cho x, mà x gặp x này nữa là trừ 1 phần 2 K x bình. Vậy chỗ này cho nên mình thế số vào mình sẽ được là trừ 1 phần 2 K nhân cho x bây giờ là bằng S chia 2 tất cả mình. Rồi mình một câu cuối nữa là theo định luật bảo tồn cơ năng, bảo tồn động năng thì sẽ bằng là T động năng lúc sau trừ động năng lúc đầu sẽ bằng tổng công tác dụng. Thì lúc này mình thế số vào là 1.89 V bình. Chỗ này mình thế số vào các bạn, Fs trừ 1 phần 2 K bình, K đổi ra đơn vị là Newton trên mét ha. S này là đơn vị là mét. Vậy công an mình ta tính được là 12.5 G. Chỗ này mình ta tính ra được là 12.5 joule. Vậy đây là 12.5. Vậy rút ra được là V sẽ bằng căn bậc 2 của 12.5 chia 1.89. Thì chỗ này người ta ra được đáp án là 2.57 mét chia giây. Và đó là xong cái câu số 8 này. Xong rồi anh.